Đội thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup 2023 là các đội tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Không chỉ có khoảng cách lớn về đẳng cấp, ba đội tuyển này còn nắm lợi thế bởi thể hình cao lớn vượt trội. Phòng ngự bóng bổng là một trong những điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội từng bộc lộ nhược điểm này ở trận thua 1-2 trước Philippines tại vòng bảng SEA Games 32. Bản thân huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đó cũng thừa nhận nhược điểm này. Thời gian gần đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập thêm một số cầu thủ phòng ngự có thể hình tốt nhằm hướng đến việc không quá thua sút so với các đối thủ ở các pha không chiến. Một trong những gương mặt đáng chú ý ở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam là trung vệ Lương Thị Thu Thương. Cầu thủ đang khoác áo đội nữ than khoáng sản Việt Nam, cao 1,68m, được xếp vào diện có thể hình tốt của bóng đá nữ. Ngoài ra, ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có sự trở lại của trung vệ kinh nghiệm Trương Thị Kiều. Cô có chiều cao tương đối tốt là 1m64 và đang trong quá trình phục hồi chấn thương. Hiện tại, trung vệ quê Kiên Giang đã đạt được khoảng 90% yêu cầu về thể lực. Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất thận trọng trong quá trình bình phục chấn thương của Trương Thị Kiều. Trung vệ này không thi đấu tại SEA Games 32. Trong chuyến tập huấn châu Âu vừa qua, cô cũng chỉ được nhà cầm quân 72 tuổi sử dụng khi đội đã ghi bàn. Cụ thể, Trương Thị Kiều chơi đúng 10 phút cuối ở trận giao hữu thắng câu lạc bộ nữ Scott Mainz Đức với tỷ số 2-0. Có thể thấy, việc huấn luyện viên Mai Đức Chung tung trung vệ Trương Thị Kiều ra sân là để giúp cô lấy lại cảm giác bóng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup nữ gặp đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Trước lúc đó, hy vọng trung vệ 27 tuổi sẽ đạt phong độ 100%. Trương Thị Kiều có thể coi là trung vệ có khả năng không chiến tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, sự trở lại của cô được kỳ vọng sẽ giúp che lấp bớt các nhược điểm nơi tuyến phòng ngự. Việc đội tuyển nữ Việt Nam liên tục thi đấu với các đội bóng mạnh hơn, có thể hình tốt hơn trong thời gian qua cũng là phương pháp chuẩn bị cho World Cup 2023. Việc thi đấu với các đối thủ chơi thiên về bóng dài và bóng bổng, thích đua tốc độ tại Ba Lan và Đức thời gian qua cũng như tại New Zealand trong thời gian tới sẽ giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam quen dần với cường độ, quen dần với việc hạn chế các tình huống bóng bổng của đối phương khi bước vào giải chính thức.